lúc mà mình lên mình lên thế này là mình để tay sao ta? Hai ba cái liên tục, tận dụng tay trái, tận dụng tay trái. Cứu tôi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, đâu? Đâu ơi? Trời ơi. Đúng rồi, nhặt đầu xuống. Nhìn kìa, đúng sao giờ? Ồ, cái gì hả? Cái người hả? Chứ em bị cận em chỉ thấy cái bóng trắng không à? Sao chị không thấy ai người đấy đúng không? Sợ nha. Trên cây thôi chị. Trên cây. Gì anh? Ủa cái gì vậy? Biết rồi đó. Lâu trải nghiệm ngủ ở dưới quê nó như thế nào anh? Vậy là hôm nay mình không ngủ khách sạn mà ngủ ở nhà chung hả anh? Thì đó, bây giờ vô đây là hiểu rồi. Gì? Khách sạn ở đâu ra? Sao hôm trước không cho ngủ nhà chung? Trời ơi, coi ruộng kìa. Không vấn Negav ơi. Sao ạ? Negav em nghĩ tự hỏi thì không vấn. Negav ơi, bạn nghĩ là ai sẽ là khách mời lần này à? Em thì nãy giờ em không có nghĩ tới mấy anh chị mà kiểu lớn tuổi, mà em chỉ nghĩ tới mấy bạn hơi trẻ một chút mà em cũng không biết đúng không. Không, một mình em trẻ là tụi anh đã mệt rồi. Anh nghĩ là cũng ấy xíu. Dạ, ấy đúng có kinh nghiệm tí không? Đúng rồi. Nữa. Đó luôn đi, hoài. Ai? Em chưa nghĩ ra được luôn nè. Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật như là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay xanh ga nhưng ta thấp cao chọc trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Tươi già, tươi xuân, sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thánh Huế, nghĩa quan họ Bắc Ninh. Người tặng bánh bia sóc trăng miền Tây. Ta nhảy múa cồng chiêng nơi đỉnh cao đất rừng Tây Nguyên. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sáng danh rạng ngời. Mì Khê Vi Phong, càng ăn càng dính. Mì Khê Vi Phong, càng ăn càng dính. Ước thề lần đầu làm MC. Rồi, tụi bữa cái này coi, cái này coi. Rồi, làm MC coi, cầm micro làm MC hỏi mấy anh chị mong muốn ai xuất hiện, 2, 3 vô. Anh muốn ai xuất hiện? Đứng lên, nhanh. Anh mong muốn ai xuất hiện anh Lâm? Đưa cái micro này phải nói cho thầy ta nghe. Em phải hỏi trước đã. 2, 3. Phải giao đãi, em phải giao đãi làm sao để cho mọi người chú ý lên. Với anh Lâm em không có đưa cái đầu này. Em phải đưa cái đầu này. Có vừa sao miệng không? 1, 1. Ok. Kính thưa quý vị, 2, 3. Sắp nữa gì đó chương trình tôi đang quay ở đâu 2, 3. Dạ kính thưa quý vị, chương trình chúng tôi đang quay ở Bình Định. Thì bây giờ chúng tôi sẽ có thêm 2 binh sĩ nữa là khách mời. Thì bây giờ anh Dương Lâm, anh muốn khách mời của chúng ta sẽ là ai? Anh mong muốn là ai? Mong muốn hả? Mong muốn khách mời nữ đúng không? Vâng thưa quý vị, tôi muốn chị Cẩm Ly. Lý do vì sao vậy anh? Tại vì tôi rất là thích chị Tư Cẩm Ly, bởi vì chị rất là dễ thương với những cái dòng điệu rất là hiền hòa dễ thương. Nhưng mà hôm nay là đóng vai binh lính, chị Tư đóng vai công chúa không ha? Vậy đó ha. Đúng vậy, binh lính là dạng như Khả Như rồi đó mới binh lính. À chị Khả Như Buka. Vậy sẽ thích hợp thì đó binh lính ngày hôm nay. Khả Như Buka, hai nha đầu. Vậy chị Bích Phương thì sao ạ? Em nghĩ là ai Phương? Lúc đầu có anh đang lúc đầu có bài Dòng máu lạc hồng em cũng nghĩ là có anh Đan Trường. Đan Trường à, em nghĩ anh Đan Trường bận rồi. Đan Trường cắm đi rồi vô một cặp luôn, anh có nào vậy không anh? Nếu mà anh Đan Trường là nãy em đã ra anh hát rồi. Vì ở trên đây bọn mình lại gặp chị Minh Tuyết, có khi nào đấy là điểm. Hôm qua là tâm lý em với Phương y chang nhau, em đứng bên đây là Phương đứng ở bên đây, chị Minh Tuyết hả? Đúng, chị Minh Tuyết mà đứng ở giữa, mà em cũng cứ ngờ ngợ, em cũng gặp chị Minh Tuyết nhiều lần rồi mà sau nay chị khác quá. Em có đeo mặt nạ không? Không, em không đeo mặt nạ, em nói trời phải chị Minh Tuyết không, em cứ hỏi mẹ em hoài. Nó bây giờ nếu mình qua mình chào mà nó không phải là mình đi quê lắm, còn nếu mà mình không chào mà đủ chị thấy mình là chị nói mình hổn làm sao? Cho nên em lấy hết sức bình sinh mình qua em chào chị, cuối cùng chị nói ơi chị Minh Tuyết nè, Lâm đi đâu vậy? Chị nói chị đi Nha Trang. Còn đối với Phương thì Phương như thế nào? Cũng ngờ ngợ chị Minh Tuyết luôn. Nhưng mà cuối cùng chi tiết này kể ra có được không? Được, em phải kể. Thì thật ra là em cũng nhìn thấy chị Minh Tuyết nhưng mà em không chắc chắn đấy là chị Minh Tuyết như là anh Lâm. Ví dụ như anh Lâm anh chắc được 70% thì em chỉ chắc 30% thôi. Như vậy là nguy cơ chào nhầm của em mà cao hơn anh Lâm. Đúng. Chính vì vậy nên em đã quyết định lúc đấy là em đang bịt khẩu trang rồi nhưng mà lướt qua cho một cơn gió. Em quyết định là em đeo thêm kính vào nữa. Lỡ gì đó là chị thì chị không nhận ra tôi luôn. Để chị Minh Tuyết không nhận ra. Vì là lúc đấy là khả năng thị lực của em là em chỉ chắc đấy là 30% mà chị Minh Tuyết thôi. Bích Phương còn nặng lắm anh, Bích Phương còn nặng lắm. Tôi mới mổ rồi bác, tôi mới mổ rồi bác. Vì sao tôi vẫn chưa không nghĩ ra. Nhưng mà anh, hôm qua như chị Minh Tuyết gọi là tâm lý hơi bị bất ổn cho lắm. Hình như chị được đem lố hành lý. Đem lố hành lý. Hành lý quá là nhiều đi. Anh Lâm anh nhìn chị thôi mà anh khai thác được tới tâm lý của chị. Không, chị bị hoảng loạn lắm, chị bị hoảng loạn chứ cầm điện thoại cứ điện đi. Rồi cái vali đinh ra đinh vô. Thường là mình ta đi một mình thôi, chỉ đi nguyên một vũ đoàn thì em nghĩ chị bị lố hành lý thôi. Nhưng nhân đây thì em cũng xin được, nếu mà chị Minh Tuyết có biết được chuyện này thì em cũng xin được gửi lời xin lỗi đến chị Minh Tuyết vì em đã sợ là nhầm nên là em đã bịt hết lại để em không chào, nhưng mà đấy là vì em sợ nhầm thôi. Còn hôm nay em chắc chắn đấy là chị Minh Tuyết rồi nên em xin được gửi đến chị Minh Tuyết ở Nha Trang một lời chào thân ái. Em là Bích Phương, em đã gặp chị ở sân bay mà em đeo kính lại, xin lỗi chị. Thôi hết rồi ạ. Còn anh Trường Giang thì anh nghĩ là ai ạ? Xem gì em hiền vậy? Xem sợ vậy? Sợ Giang em chi gì đâu vẫn bắt lên hỏi này rắc chứ nè, hỏi bác. Mắc giờ anh này rắc nói Trường Giang trả lời đi. Đúng rồi, em hỏi tôi rất là mê cẩm ly giống như Lâm vậy đó. Tại tôi cẩm ly là kêu bằng cha với con, ba với con mà. Tại xưa cẩm ly đóng con cũng bị khó đó. Con nhớ em nhớ cái vợ đó hay. Nhưng mà chị Ly thì chị bận nhiều việc lắm, chị không có sắp xếp được thời gian đâu. Lúc trước có nói chuyện nói ok để con sắp xếp nha, con cũng thích đi chơi cho nó vui nhưng mà sợ sắp xếp cho được. Nhưng mà nếu hôm nay mà chị Cẩm Ly xuất hiện thì chắc chắn là có anh Đan Trường. Em nghĩ là khách mời hôm nay chắc đặc sắc lắm á. Đặc không? Đặc sắc á, tại vì cặp khách mời đầu tiên mà anh chắc chắn sẽ mời hai bạn nào rất là nổi trội trong đó. Em nghĩ vậy. Em cũng chưa đặt cái tên nào hết. Ai nổi trội? Giờ phải ai nổi trội? Nổi trội thì có thể là những người mà ít đi game show đi. Không biết nữa. Ít đi game show, em nghĩ là chắc là cũng phải có biết game show một chút chứ bạn nào mới quá thì nhiều. Con bé lẫn đi lòng vòng. Thì em đoán thôi chứ chưa có mừng tượng ra. Sao ạ? Negav em nghĩ là tự hỏi thì không vấn. Negav ơi, bạn nghĩ là ai sẽ là khách mời lần này à? Em thì nãy giờ em không có nghĩ tới mấy anh chị mà kiểu lớn tuổi, mà em chỉ nghĩ tới mấy bạn hơi trẻ một chút mà em cũng không biết đúng không. Không, một mình em trẻ là tụi anh đã mệt rồi. Anh nghĩ là cũng ấy xíu. Dạ, ai đúng có kinh nghiệm tí không? Đúng rồi. Nữa. Đó luôn đi, hoài. Ai? Em chưa nghĩ ra được luôn nè. Vì Út không chưa nghĩ ra được nên chúng tôi xin phép chuyển qua một câu chuyện khác. Qua anh nhớ lên máy bay không? Tự nhiên mai lên máy bay mà đưa Nguyên Hữu matcha mà để trần dần như vậy. Rồi mà cái đường rất là hẹp thì anh đi mà vòng 3 nó bự mà em. Anh đi lỡ quẹt cái là cái xà một cái đổ hết trơn ly matcha. Mà hả không nhận mình mà đổ thừa cho anh. Ủa gì gọi ai là người làm đổ? Mà không ai mà vô khoan thương gia mà để Nguyên cũng để mà để trà chuyện vậy đâu phải nhà của ông đâu. Ủa tự nhiên làm đổ rồi đổ thừa em. Đổ thừa em cái chị tiếp viên chị tự trong phòng gì ra ai sắp làm đổ đó. Chị đổ rồi. Anh ơi nghe bánh cho anh nè. Cái lỗi làm đụng đổ là Lâm đụng đổ. Đúng. Nhưng mà phải có cái bình ở đó thì mới đụng được. Nhưng mà cái bình em đeo thêm uống mà. Cái bình còn là phải có. Em đã bị mất ra rồi. Cái chỗ đó phải chỗ ngồi của em không? Không, không có gì em để đó. Người ta bình là có tiền các bạn, thấy không? Có khóa, có nút khóa đồ này nọ, thấy không? Nè mở nè, thấy không? Khóa nè, vân tay vân ơ. Còn cái bình thì đổ cái bẹt một cái là đổ hết. Không, cái này em phải công nhận nha. Là anh sắc một là phải nói anh Lâm 10. Đúng rồi. Tại người ta nói là ăn coi nồi ngồi coi hướng. Đúng. Làm sao? Cái bình người ta để đó mà anh làm sao, anh lắc làm sao mà rớt cái bình người ta là không được. Mình không thể đổ thừa cái vòng ba mình bơm chích này. Gì nói từ gì đó gì? Mình không thể đổ gì vậy? Gì vậy? Mình không thể đổ thừa. Mình là sắc nữa. Lẹo lười quá. Mình không thể đổ thừa cho cháu vòng ba. Đổ cái gian khác đi. Đổ cái gian khác cho tôi. Lần cuối cùng mình không thể đổ thừa cho cái vòng ba đã bơm chích của mình được, đúng không? Mình đi mình quẹt lỗi của mình, tại sao đổ thừa người ta? Tôi đã mất 10 ly matcha rồi, tôi còn bị oan ức là tôi làm người đổ nữa. Mà ví dụ đổ cái thôi mắc cỡ, tôi giục luôn cái bình em không có. Em trời ơi không có húp em ơi, cái bình nó đổ xong rồi hả, lấy ra rồi tôi bỏ cái bình đi, cái bình hư quá mà hiểu không, lụm cất đem về xài tiếp. Ủa cái bình giữ nhiệt mà sao mày bỏ được? Giữ nhiệt gì mà thấy có giữ nhiệt gì đâu, giữ nhiệt chỉ nó không giữ nắp thôi. Bình giữ nhiệt mà không giữ được lịch sự thì cứ bỏ đi. Nặng quá em. Nhưng mà cô tiếp viên nó dễ thương nha, hôm qua cái cổ mời anh ngồi Bích Phương bên phải anh nè, thì cổ mời anh uống nước anh nói không, thì mời báo anh cũng không, sau đó em xin cái mền đúng không, cái anh cổ mời nước anh nói thôi phiền em lắm. Dạ không anh đâu phải người phiền, cái anh nhìn chứng gốc bên đây. Trời ơi là sau lưng Bích Phương là ai dắt ngồi rồi gặp em ghét ngồi đâu có, nhưng mà em đâu phiền gì đâu, em ngồi im ghét ngồi sau lưng anh rồi gặp em em kêu ai dừng đi, em bước xuống liền bị mắc cỡ. Người làm đổ cái bình đó nha, ly gì mỗi lầm đó mọi người, làm là vẫn đổ mở em mà ở bên nước ngoài á là em vô trong danh sách là cấm bàn. Ôi lỡ có khi mình nó cấm bàn ảnh hưởng tới nguy hiểm hàng không. Tại hôm qua trước khi xuống bàn thấy cục đá đó mà thiệt nghiêm túc, thấy cục đá nè, lỡ như khách hàng đi vô trường đập đầu vô mà phải đập vô cái ghế chết, không sao đập vô cái đầu ông khách khác, hai ông cục ghế đó cắm bài. Trời ơi ủa anh ơi, cuộc đời ai mà chỉ vì đem một ly matcha lên máy bay mà cắm bài hả anh? Mà tại sao trên máy bay có bán đồ uống mà anh không mua, anh lại mua matcha dưới lên? Chuyến ngắn không hề bán cái gì em, chuyến ngắn không hề bán cái gì, mình có nước cam, nước detox đồ này kia mà anh. Trên máy bay không có matcha, đề nghị có matcha thì tôi sẽ không đem nữa. Dạ thì nói chung là cuối cùng hồi nãy giờ mình mà đoán hoài thì cũng chưa biết là ai hết. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi tiếp theo. Chúng ta đi đến địa điểm tiếp theo để mà biết được khách mời ngày hôm nay là ai ạ. Yes. Yeah. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Cảm ơn mọi người. Goodbye. Suốt ngày cái yes ok no hoài. Rapper. Ủa mà cái đó là cái chắc riêng của em mà. Không có chắc gì chứ. Rapper. Quản lý cô Giếp như con mà má, mà con đi học mà má đứng ngoài cửa sổ á. Đây trời ơi, lo anh, thương anh trời ơi, vỗ tay kêu cứu con. Đúng rồi không, bé nó mới mới gì quay rồi hết trò rồi mới gì đó.